nghĩ rằng tính cần cù và thận trọng của ông là hấp thụ ở chú ta luôn, và thời gian ông lên xe cho chú ta. Đây là lần nhảy chót, bảo để ông vui là chú ta đợi ông dưới đất. Tôi về nhé. Đưa anh sang Bắc Lào bằng trực thăng đến một trại biệt kích Mỹ. Sau đó máy bay sẽ chở anh và toàn đội ra Bắc. Hai trong số các anh sẽ nhảy xuống vùng Phủ Nho Quang, hai xuống vùng Phát Diệm. Anh là người nhảy cuối cùng xuống quê anh Hải Hậu. Nếu anh bị phát hiện khi chạm đất, anh đừng nói gì cả, đợi khi họ áp giải về huyện hoặc tỉnh. Ở đó anh nói riêng với người có trách nhiệm cao nhất là anh xin gặp đại diện Bộ Nội vụ. Tất nhiên mọi cái trên người anh sẽ bị tịch thu, kể cả vật đó. Không sao, anh báo với Bộ Nội vụ về vật đó. Còn nếu không bị phát hiện thì anh tiếp xúc với Bộ Nội vụ như tôi đã dặn. Mọi việc sẽ như ý ông. Em về quê thì yên thân rồi, chỉ lo cho ông, cô Dung ở lại. Anh không thấy từ ngày làm đám cưới tới giờ chúng tôi sống rất vững vàng hay sao? Đành vậy, nhưng biết bao nguy hiểm. Khi điện đài của nhóm anh lên tiếng với bản tango số 3, cô Dung và tôi sẽ nâng cốc chúc mừng anh. Điều thú vị nhất là tình báo Mỹ cũng sẽ nâng cốc. Ông hãy coi chừng thằng trung sĩ lái xe cho ông. Theo em, nó không phải là người tốt. Tôi cũng đã chú ý tới cậu ta. Tôi sẽ đối phó. Tôi chỉ ngại anh ta làm quả cứng, gây khó khăn thêm. Luôn rất khôn ngoan, anh đừng lo. Chủ trước sau luôn luôn đặt dấu hỏi về anh ta, răng lại giao cho anh ta rồng quyền rửa. Tì cộng sản, không có gì tốt hơn bằng phương pháp cộng sản. Em suy tính rất kỹ, ngoài luôn ra, không còn ai cản đảng nội việc bình định vùng rừng này, ít nhất là hiện thời. Luôn sẽ thẳng tay về một số người từng có công lớn trước đây, nhưng nay là cả ngài về chính trị cho ta. Anh ta sẽ bỏ tù, thậm chí bắn vài tên, chẳng qua là quảng cáo dùng ta. Ta làm mạnh, số khá hoang mang. Còn luôn làm mạnh thì có đến 100 lỗi giải thích. Đằng nào cũng chỉ có lời cho ta thôi. Nói cho cùng, nếu cần, luôn sẽ ra tòa với bạn lùng tội chặt chẽ. Không một luật sư nào biện hộ nổi một việc còng năm vùng, phá hoại chính sách quốc gia. Nguyễn Thành Luân sẽ chỉ huy hành quân ở Bình Dương. Thiếu tá thấy có gì không ổn không? Ở vùng đó chúng ta có mấy toán biệt kích và có cả đảng cướp Rừng Xanh nữa. Nếu Luân nhúng tay vào, tôi ngại người của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Ông quá lo ông kia nè. Tôi có đủ tiền cho người của ông, tỉnh trưởng, quân trưởng, chỉ huy công danh vũ. Tuy vậy tôi vẫn ngại, tốt hơn hết là thiếu tá nên gặp Luân và tùy tình hình mà đối phó. Được, ông yên tâm. Tiếc là lúc này ta mất liên lạc với A07. Mong anh Lục ra Bắc chót lọt thì A07 sẽ hỗ trợ cho anh. Có chỉ thị của A07, tất nhiên thành công lớn hơn. Nhưng không có thì ta cũng phải xoay.
Theo ý em, giá mà hoạt động vũ trang cách mạng giảm xuống ở vùng chiến dịch sẽ có lợi cho anh. Sao lại giảm xuống? Trái lại trong vài tháng đầu phải đánh dồn dập và sau đó giảm lần. Em xem nhu tuyến Seiya thấp quá. Nhu đặt tên chiến dịch là Cơn Hồng Thủy. Nó muốn tràn ngập cả chiến khu ta đấy. Đúng, sẽ có một cơn hồng thủy. Vấn đề là ai tràn ngập ai. Tình hình khẩn trương, Nhu linh cảm là tai họa sắp tới. Công việc của chúng ta do đó phải táo bạo một cách thận trọng. Không, theo em phải thận trọng một cách táo bạo. Thôi được, anh xin nhường bộ em. Ta đi ngủ, ngày mai em còn phải đưa anh ra sân bay. Săn bắn dưới biển chắc thích lắm. Rất tiếc là em không đi được. Sếp mới của em khó lắm. Lần sau anh sẽ đưa em đi. Ngủ ngon nhé. Chúng ta chia nhau, mỗi người một khu vực, hẹn cả một giờ gặp lại nhau ở đây.
Anh em, tới giờ rồi, ăn uống còn dài, mai ta lại tiếp. Đêm nay tụi mình đánh ấp 3, có hết thảy 12 căn nhà cần đánh. Trong 12 nhà, có 4 nhà lợp ngói đỏ, ta khảo của. Có 2 nhà có con đi tập kết, 2 nhà làm đơn thưa lính, 2 nhà có người bị giam ở khám Phú Lợi, và 2 nhà tình nghi tiếp tế cho Cộng sản. 8 nhà đó, anh em đánh cho la lết. Chừng nào tụi nó đi hết nổi thì thôi. Đốt, chừng 3-4 nhà. Riêng đàn bà con gái, cho anh em trọn quyền. Ai thiếu súng cho biết. Nhắc lại, anh em chỉ xưng tên Đảng Rừng Xanh Phạm Văn Bời, không nói gì dính đến đồn này cả. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ha ha ha!
Dung có dặn gì không? Anh ngồi đi. Cô biểu báo cho thiếu tá hay, ngày mai thiếu úy Lê Ngân sẽ cùng đi Đà Lạt với cô. Thiếu úy Ngân được nhận vào học trường võ bị Đà Lạt. Anh có biết cuộc họp của sở nghiên cứu chính trị ở Đà Lạt kéo dài bao nhiêu lâu không? Dạ không. Nhưng cô Dung có nói với em là cô sẽ vắng mặt ở Sài Gòn khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày. Chừng nào anh về Sài Gòn? Cô Dung biểu em ở lại đây với thiếu tá. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Cần Đỗ Bình Thạnh à? Được, tôi đến ngay. Bò theo tôi lên Đồ Bình Thạnh. Tôi quyết sẽ làm sáng tỏ vụ này. Trung úy đồn trưởng cho tôi rõ, khi ba bị cướp, đồn bảo an này có biết không? Thưa thiếu tá, có biết. Và trung úy đồn trưởng đã áp dụng những biện pháp gì để cứu dân làng? Thưa thiếu tá, tôi đã... Trung úy nói vắn tắt. Đã làm gì? Dạ. Dạ. Chẳng làm gì cả phải không? Trung úy giải thích cho tôi rõ, vì sao đồn thiếu 8 khẩu ga răng và ở ấp 3 thì đầy vết đạn loại súng này? Anh không giải thích được phải không? Như vậy là đã rõ. Thưa bà con cô bác, như vậy là cái đồn này có liên hệ mật thiết với đảng cướp rừng xanh của tỉnh Bời. Đơn vị bảo an này bị giải tán kể từ hôm nay, tất cả vào quân lao để chờ thẩm tra. Mọi thiệt hại của bà con sẽ được bồi thường. Còn trung úy đồn trưởng, anh sẽ bị trừng phạt đích đáng. Thưa thiếu tá, dạ tôi... Dạ em chỉ thừa hành lệnh của cấp trên. Cấp trên nào? Dạ thưa thiếu tá, của ty công dân vụ Bình Dương. Anh nói láo. Ty công dân vụ nào lại ra lệnh cho anh làm chuyện như vậy? Dạ theo ty phổ biến, đó là lệnh của nha. Vô lý. Nhà công dân vụ mà lại dính dắp dân cướp à? Anh nói vậy thì quận trưởng, tỉnh trưởng cũng liên can với đám phạm nhân Bời sao? Dạ đúng vậy, mà không riêng gì quận, tỉnh. Anh có bằng chứng về lời khai của mình không? Thưa không có giấy tờ, nhưng tại đồn này đại tá Trần Vĩnh Đắc với ông tỉnh trưởng và một ông trung tá mà em không biết tên đã gặp Phạm Văn Bời. Họ đưa Phạm Văn Bời về Sài Gòn chơi và nghe đâu Phạm Văn Bời làm việc cho biệt kích Mỹ. Nghĩa là theo anh,
Đây là chủ trương của chính phủ. Em không dám đoán chắc, nhưng em nghĩ là chủ trương của cấp cao hơn tỉnh. Được rồi, tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng dầu cho có thừa lệnh đi nữa, anh vẫn không thoát khỏi tội. Hãy chấp hành kỷ luật. Đại úy Viên, bà con cô bác đã thấy, phải tự giữ gìn an ninh xóm ấp, không thể trông cậy vào ai hết. Tôi mong bà con cô bác từ nay biết giữ nhà cửa, sinh mạng, tài sản của mình.